Niết bàn thanh tịnh không ai đến, địa ngục vô minh lắm kẻ vào, chánh pháp rõ ràng không ai thấy, tà pháp mơ hồ lắm kẻ tin. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm sinh thiện niệm, duyên thiện tới. Tâm sinh tà niệm, quả liền tới. Nhân duyên tốt xấu, tùy tâm chuyển. Phúc quả tùy tâm. Xin hỏi, nếu như tôi là người có tâm đạo rồi, vì tôi làm việc hiền luôn giữ tròn bổn phận, không ăn hối lộ, không hà hiếp ai, tôi thường hay bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo khó, tôi không tham lam, dèm xiển ai, chắc khi chết, hồn tôi sẽ được lên thiên đàng. Đáp, cái tánh tốt như anh, thì linh hồn anh được hưởng phước mà thôi, chớ không thoát khỏi luân hồi để trở về đặng niết bàn. Những sự làm phước của anh tập trung trong kiếp này, kiếp sau anh sẽ hưởng. Còn anh muốn thoát khỏi luân hồi để trở về tiên cảnh thì anh phải tu mới được. Tại sao vậy? Trời, cảnh niết bàn là chỗ thiệt thanh, thiệt tịnh. Anh muốn trở về nơi ấy thì linh hồn anh phải đầy đủ tinh khí thần, tâm phải thường thanh thường tịnh, thì linh hồn sau khi thoát xác mới có thể thanh thản mà trở về cảnh vô vô đặng. Còn ở nơi thế gian, anh chỉ biết làm lành, nhưng sức điều ấy không đủ để lập làm linh hồn anh thoát khỏi luân hồi. Nó chỉ làm cho linh hồn thêm tinh tấn, nên kiếp sau linh hồn anh sẽ khôn ngoan và thông minh, và sẽ được một cái xác thân tốt đẹp, minh mẫn hơn kiếp này. Tất nhiên kiếp sau anh sẽ được hạnh phúc hơn kiếp này. Còn nếu kiếp này anh lo làm ác, thì linh hồn anh sẽ thấm nhiều hắc điển, ác khí, linh điển sẽ bị quán trổ và hao mất nhiều. Nên linh hồn anh dầu cho có được thông minh, trí tuệ, thì kiếp sau anh sẽ ngu muội hơn kiếp này. Tất nhiên anh sẽ khốn khổ hơn kiếp này. Có nhiều người làm ác đến nỗi mà lúc già không còn đủ điểm lành để điều khiển cho cái xác thân mình, nên thành ra điên dại. Trích từ trong Đạo Lý Vấn Đáp. Thập nhị nhân duyên là 12 duyên, mãi từ khâu này đến khâu khác, trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nên chúng sinh chìm đắm mãi mãi trong dòng luân hồi. 12 duyên đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử.